mọi người đã đến với chương mục điểm tin cuối tuần của Money Studio. Chứng khoán tuần từ ngày 15 tới ngày 19 tháng 11, phiên cuối tuần biến động mạnh. Phố Wall kết thúc tuần bằng một phiên giảm điểm vào thứ Sáu. Giá vàng đêm qua hạ nhiệt do áp lực chốt lời tăng cao. Giá dầu giảm mạnh trong phiên ngày thứ Sáu do diễn biến dịch bệnh tăng cao ở châu Âu. Có 7 trên 10 đồng tiền điện tử tăng giá so với 24 giờ trước đó. Và một số tin tức quốc tế nổi bật có trong tuần vừa qua. Tất cả sẽ có trong điểm tin cuối tuần 3 tháng 11 ngày hôm nay. Chứng khoán tuần từ ngày 15 tới ngày 19 tháng 11, phiên cuối tuần biến động mạnh. Trong phiên cuối tuần, VN Index giảm 1,19% xuống mức 1.452,35 điểm. HNX Index giảm sâu ở mức 3,15% còn 453,97 điểm. Xét cho cả tuần thì cả hai chỉ số lại có những con số trái ngược nhau. Nếu như VN Index giảm tổng cộng 1,43% thì HNX Index lại tăng 2,79%. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 1,13 tỷ cổ phiếu trên một phiên, tăng 11,65% so với tuần giao dịch trước đó. Sàn HNX đạt trung bình hơn 191 triệu cổ phiếu trên một phiên, tăng 22,47%. Đà tăng của VN Index trong thời gian vừa qua có sự hỗ trợ không nhỏ của nhóm cổ phiếu Midcap và Smallcap, nhưng tuần giao dịch từ ngày 15 tới ngày 19 tháng 11, nhóm cổ phiếu này đã có những phiên giảm giá mạnh, do đó không thể tiếp tục kéo thị trường đi lên. Trong bối cảnh sự phân hóa giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chưa kết thúc. Xét theo mức độ đóng góp cho cả tuần thì HBG, GAS và GVG là những cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất lên VN Index, tổng cộng gần 17 điểm giảm. Đà kéo lên ít ỏi của BID, HDB hay SSI không đủ để bù đắp những điểm giảm trên. Nhóm ngành chứng khoán nối dài đà tăng của mình sang tuần thứ tư liên tiếp, mức tăng cả tuần qua ở mức 8,4%. Nhóm khai khoáng tuần vừa rồi sau thời gian ngắn tăng nóng đã quay đầu giảm mạnh 8,02% với sự điều chỉnh của nhiều cổ phiếu liên quan tới dầu khí. Nhóm vật liệu xây dựng đang cho thấy một bức tranh u ám khi tuần vừa rồi đã liên tục giảm mạnh, đặc biệt là các cổ phiếu thép. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1.057 tỷ đồng trên cả hai sàn, khối ngoại bán ròng gần 955 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng hơn 102 tỷ đồng trên sàn HNX. Tiếp nối bản tin sẽ là diễn biến thị trường chứng khoán nước ngoài. Phố Wall kết thúc tuần bằng một phiên giảm điểm vào thứ Sáu do lo ngại dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại. Tuy nhiên, cổ phiếu công nghệ thăng hoa đưa Nasdaq Composite lần đầu vượt 16.000 điểm. Cổ phiếu của các hãng hàng không chịu ảnh hưởng mạnh trong phiên với United Airlines giảm 2,7%, Delta giảm 1% và Boeing giảm 5,7%. Cổ phiếu du lịch cũng tương tự với Airbnb giảm 3,8%, còn cổ phiếu Booking Holdings giảm 1,5%. Nhóm cổ phiếu công nghệ kìm hãm đà lao dốc trên phố Wall do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Nvidia tăng 4,1%, Adobe tăng 2,59%, Meta Platform tăng 1,95%. Trong khi đó, thị trường cũng đang chờ đợi Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử người sẽ đứng đầu ngân hàng trung ương sau khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell kết thúc vào tháng 2 năm sau. Khoảng 95% công ty thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính quý 3, với 81% số này có lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng. Theo Refinitiv, các công ty thuộc S&P 500 đang trên đà tăng trưởng lợi nhuận 42,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi Dow Jones và S&P 500 giảm điểm thì Nasdaq Composite đóng cửa tại mức đỉnh lịch sử mới. Kết thúc phiên ngày 19 tháng 11, chỉ số Dow Jones giảm 268,91 điểm, tức 0,8%, xuống còn 35.601,98 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 6,58 điểm, tức 0,1%, xuống còn 4.697,96 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 63,73 điểm, tức 0,4%, lên mức 16.057,44 điểm. Trong tuần, S&P 500 tăng 0,32%, Dow Jones giảm 1,38%, trong khi Nasdaq Composite lại tăng 1,24%. Chứng khoán châu Âu lao dốc trong phiên ngày thứ Sáu khi dịch bệnh bùng phát trở lại, ám ảnh triển vọng kinh tế khu vực, buộc các nhà đầu tư phải đánh giá lại danh mục đầu tư và bán tháo tài sản rủi ro. Vài ngày sau khi Hà Lan, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc áp dụng lại các biện pháp giãn cách, Áo đã tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa toàn đất nước trong 20 ngày tới và Bộ trưởng Y tế Đức cho biết nước này cũng sẽ không loại trừ khả năng phải đóng cửa. Kết thúc phiên ngày 19 tháng 11 thì chỉ số FTSE100 tại Anh đã giảm 32,39 điểm, tức 0,45%, xuống còn 7.233,57 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 61,76 điểm, tức 0,38%, xuống còn 16.159,97 điểm.
Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 29,69 điểm, tức 0,42%, xuống còn 7.112,29 điểm. Kết thúc tuần thì chỉ số FTSE100 tại Anh giảm 1,69%, chỉ số DAX tăng 0,41% và cuối cùng là chỉ số CAC40 tăng 0,29%. Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản tăng khi mà các kẻ khổng lồ sản xuất chip theo chân các công ty cùng ngành trên phố Wall đêm trước. Tuy nhiên, mức tăng đã bị chặn lại khá nhiều do phiên thua lỗ thứ hai liên tiếp của SoftBank. Chứng khoán Trung Quốc tăng phần lớn nhờ vào sức mạnh của cổ phiếu bất động sản và logistics. Bên cạnh đó thì chứng khoán Hồng Kông sụt giảm do gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba kéo lùi sau khi báo cáo kết quả kinh doanh đáng thất vọng. Chứng khoán Hàn Quốc tăng và ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong 5 tuần. Kết thúc phiên ngày 19 tháng 11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 147,21 điểm, tức 0,5%, lên 29.745,87 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 39,66 điểm, tức 1,13%, lên mức 3.560,37 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 269,75 điểm, tức 1,07%, xuống còn 25.049,97 điểm. Chỉ số KOSPI tại Hàn Quốc tăng 23,64 điểm, tức 0,8%, lên mức 2.971,02 điểm. Kết thúc tuần, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 0,46%, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,6%, chỉ số Hang Seng giảm 1,1% và cuối cùng là chỉ số KOSPI tăng 0,07%. Tiếp nối bản tin sẽ là tin tức nổi bật của giá vàng trong tuần vừa qua. Giá vàng đêm qua hạ nhiệt do áp lực chốt lời tăng cao sau nhiều phiên mặt hàng kim loại quý này tăng mạnh. Tuy nhiên, xu hướng giảm của vàng bị kìm hãm vì USD suy yếu từ mức đỉnh 16 tháng. Kết thúc phiên ngày 19 tháng 11, giá vàng giao ngay giảm 13,50 USD, tức 0,73%, xuống còn 1.845 USD cho 1 ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 9,8 USD, tức 0,53%, xuống còn 1.851,60 USD cho 1 ounce. Trong tuần, giá vàng giao ngay giảm 1,1%, giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 0,9%. Tin tức về giá dầu sẽ tiếp nối điểm tin ngày hôm nay. Giá dầu giảm mạnh trong phiên ngày thứ 6 do diễn biến dịch bệnh tăng cao ở châu Âu, đe dọa làm chậm sự phục hồi kinh tế khu vực này, trong khi các nhà đầu tư cũng cân nhắc khả năng giải phóng kho dự trữ dầu thô của các nền kinh tế lớn để hạ nhiệt giá dầu. Kết thúc phiên ngày 19 tháng 11 thì giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI giảm 2,91 USD, tức 3,6%, xuống còn 76,10 USD cho một thùng. Giá dầu thô Brent giảm 2,35 USD, tức 2,9%, xuống còn 78,89 USD cho một thùng. Trong tuần, dầu Brent giảm 0,4%, trong khi dầu WTI giảm 0,6%. Tiếp nối bản tin sẽ là tin tức diễn biến thị trường tiền điện tử trong tuần vừa qua. Giá Bitcoin ngày 20 tháng 11 tăng trở lại nhưng vẫn dưới mốc 60.000 USD. Bitcoin hồi phục tăng kéo theo nhiều đồng tiền khác tăng giá. Trong top 10 đồng tiền giá trị cao trên thị trường thì có tới 7 trên 10 đồng tiền tăng giá so với 24 giờ qua. Đồng tiền lớn thứ hai Ethereum tăng mạnh 6,41% lên mức 4.310,42 USD. Binance Coin tăng sốc 9,91%, ghi nhận ở mức 586,54 USD. Tether giảm nhẹ 0,05%, ghi nhận ở mức 1 USD. Cardano tăng mạnh 5,77% lên mức 1,88 USD. Solana tăng mạnh nhất trong top 10 khi tăng tới 11,25% lên mức 218,32 USD. Ripple tăng cao 1,09 USD lên mức 5,58% so với 24 giờ trước đó. Polkadot tăng sâu 5,81%, giao dịch ở ngưỡng 41,42 USD. Hex giảm sâu 4,51%, còn 0,2038 USD. USD Coin giảm 0,11%, ghi nhận ở mức 0,9997 USD. Tổng giá trị thị trường tiền kỹ thuật số ghi nhận vào thời điểm 8 giờ 44 phút ở mức 2.492,81 tỷ USD, giảm 160,3 tỷ USD so với 24 giờ qua. Và cuối cùng sẽ là phần tin tức quốc tế nổi bật trong tuần vừa qua. Sự thiếu hụt chip toàn cầu sẽ kéo dài đến năm 2022. Tình trạng khan hiếm nguồn cung chip đang diễn ra và làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của một số ngành, từ ô tô đến thiết bị tiêu dùng, máy tính cá nhân và điện thoại thông minh.
một số nhà phân tích và nhà đầu tư kỳ vọng tình trạng thiếu hụt sẽ kéo dài đến năm 2023, nhưng JP Morgan cho rằng tình trạng này sẽ cải thiện dần từ giữa năm 2022. Evergrande tiếp tục bán tháo cổ phần để trả nợ. Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc đã quyết định bán toàn bộ cổ phần tại công ty Hengtian Network Group với giá 2,13 tỷ Hồng Kông, tức 273,5 triệu USD, trong bối cảnh doanh nghiệp bất động sản này đang nỗ lực huy động tiền mặt để tránh vỡ nợ. Evergrande đã đạt thỏa thuận bán 1,66 tỷ cổ phiếu, tương đương với 18% cổ phần tại công ty sản xuất phim và các chương trình truyền hình Hengtian cho Allied Resources Investment Holding với giá 1,28 Hồng Kông tệ trên một cổ phiếu. Berkshire Hathaway bán bớt cổ phiếu dược, rót thêm vốn vào đại gia dầu khí. Berkshire đã dành những quý gần đây để điều chỉnh danh mục đầu tư cổ phiếu khổng lồ trị giá gần 311 tỷ USD tính đến cuối tháng 9. Nhìn chung, tập đoàn của Warren Buffett đã bán ròng cổ phiếu trong 4 tháng liên tục, Bloomberg cho biết. Berkshire không cắt đứt hoàn toàn với ngành dược phẩm, tập đoàn tiết lộ khoản đặt cược mới vào Royalty Pharma và vẫn là cổ đông của Teva Pharmaceutical Industry. Theo tờ Investor Business Daily, hơn 13 triệu cổ phiếu Royalty Pharma sẽ giúp Berkshire có phần trong ngành công nghệ sinh học mà không phải chịu rủi ro lớn về phát triển thuốc. Berkshire đồng thời tiết lộ cổ phần trong nhà bán lẻ sàn gỗ cứng Floor and Decor Holdings trong quý vừa qua, thậm chí tập đoàn còn tăng cường đầu tư vào tập đoàn năng lượng Chevron, nâng 24% giá trị cổ phần sở hữu lên 2,9 tỷ USD. Điểm tin cuối tuần 3 tháng 11 được tổng hợp từ tin nhanh chứng khoán, VOH, Vietstock và Vietnambiz. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tài chính số tiếp theo vào cuối tuần sau nhé.